Ok xin chào mừng anh em quay lại kênh bán hàng của shop Trường Hải PCP. Thì cũng khá là lâu rồi thì shop cũng không làm một video nào. Thì hôm nay shop cũng làm một video ngắn để giới thiệu cho anh em một cây cây súng bắn chim mà một trong những mẫu súng này theo quan điểm của shop là bây giờ đáng chơi nhất ở trên thị trường hiện nay. Thì vào đầu video thì cho shop xin khép lại à, xin chúc tất cả anh em đam mê một sức khỏe dồi dào để anh em theo đuổi niềm đam mê của mình. Đấy. Và cũng không làm mất thời giờ anh em nữa. Thì hôm nay shop nên giới thiệu cho anh em một cây Fxq terminato đời mới nhất hiện nay. Thế tại sao mà nó là gọi là đời mới và tại sao mà được anh em hiện tại đến bây giờ đang săn đón ở trên thị trường rất là nhiều? Vì anh em cứ xem hết video, shop sẽ um, giới thiệu từng cái ninh phụ kiện để lắp ráp nó thành một cây terminato, mà cây fx mà anh em được săn đón, anh em mà anh em hay săn đón trên thị trường nhất ở thời điểm hiện tại đến bây giờ. Thế đầu tiên là những gì? Đấy, đầu tiên là em quy ô tô mà được cải tiến rất chi là nhiều anh em nhé đây đây là một em quy tem ô tô này được cải tiến rất chi là nhiều còn nó cải tiến những cái gì đầu tiên nó phải nói về hình dáng hình dáng của em nó nó được chạy cmc rất chi là đẹp ở trên cái 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 khung cái khung bộ khung của con quy tem ô tô này đấy anh em nhìn thấy trước mắt đây đấy chạy cmc rất chi là đẹp đây đấy cái thứ nhất cái thứ hai nữa là buồng hơi của em nó nó được cải tiến to hơn, rộng hơn để nó cái lực đẩy của 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 buồng hơi nó khỏe hơn. Ngày xưa con Temi, em Temi này này cũ, nó là buồng hơi 68. Như giờ được anh em cải tiến lên buồng hơi 720 anh em nhé Đấy buồng hơi 720 để cho anh em chơi nó được đường đạn được vươn xa hơn, nó khỏe hơn. Đấy nó khỏe hơn. Đấy là những cái điều mà 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 shop muốn giới thiệu cho anh em cái dòng cây quy, quy mới này. Đấy, và cải tiến thứ, thứ hai nữa à, cải tiến thứ, thứ ba nữa xin lỗi anh em là chỉnh áp à, chỉnh búa anh em tăng chỉnh búa đây, đây anh em nhìn rõ đây đây là nút tăng chỉnh búa anh em có thể là thích tăng búa lên thì anh em vặn Đấy. và tăng búa xuống anh em mình thao tác bằng gen anh em nhá thực tế bằng gen đây Đấy, tăng chỉnh búa đấy là những cái mà mà cải tiến nhất ở trên con quy này Đấy anh em cứ xem hết video thì bên shop sẽ giới thiệu tất cả cho anh em những cái gì đấy và sau shop sẽ quay mặt bên kia để cho anh em xem là cái 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 mặt trà mặt bên kia của tay đòn rồi tất cả mọi thứ để cho anh em uh, được nắm uh, uh, hết cái, cái 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 con quy tê này anh em nhé đấy và hơn cái nữa là con quy này được cải tiến là khi sử dụng cái 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 van hơi uh, van áp anh em nhé là nó, nó sẽ sử dụng ở vị trí này ở bên mặt bên kia của bên 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 con quy đấy nó sẽ không sử dụng trực tiếp ở trên van mà sử dụng trực tiếp ở trong cái buồng áp này luôn ở trên đầu buồng áp này đấy, đấy là cái thứ tư để mà cải tiến ra một con quy mà hiện tại đến bây giờ shop cho là đáng chơi nhất ở trong thời điểm hiện tại bây giờ đấy, giá thành cũng là hợp lý mà uh, về độ bắn độ chính xác độ ổn định thì cũng là cực kỳ là 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 ok cho anh em chơi anh em nhé đấy đấy là những cái gì mà về con quy Terminator này đấy và cái thứ hai nữa ở trên cái cấu hình này thì bên shop nắp con này là lắp theo yêu cầu của một bác khách ở trong quảng nam anh em nhé đấy trong quảng nam thì bác uh, nắp là cánh hai kép này Đấy, cảnh HVK này. Đấy. Còn giảm thanh thì giảm thanh F aluminum cành Còn cảnh HVK này là 8 khương anh em nhé 8 khương. Bao cho anh em nắp vào con quy này, bao cho anh em từ 100 đến 150 mét anh em căn tên một môi Đấy. Còn con van, con van điều áp thì đương nhiên là bên chốt nắp van cởi kép bản dài mở hàng của rồi. Đấy, đồng hồ xám. Không cần anh em chơi đến những cái van mà uh, van rút anh em nhé chỉ cần anh em chơi van mở vì sao? Uh, vì uh, cái buồng hơi buồng áp này nó rất rất chi là to anh em chơi những con van này là quá ổn định là cũng quá ok rồi. Đấy. Con van này là được bên shop cũng đã đổ lên rồi. Đấy đổ lên từ những cái form nhựa rồi nó kia là anh em đổ lên để cho chơi cho nó được ổn định hơn để cho nó được uh, uh, hồi áp hồi áp nó tốt hơn, nhanh hơn anh em nhé Đấy còn hệ thống bình nó mới shop nắp ở trên uh, con temi này là cái bình là bình carbon 0.5 để cho anh em chơi. Đấy bình carbon này thì Uh, anh em cứ chơi thoải mái ví dụ như là 100 cân thì anh em có thể chơi được nên uh, lên tới 50 đến 60 viên đạn đấy một uh, lượt anh em nhé đấy đấy là cái để hệ thống mình carbon còn về hệ thống kính kính thì hôm nay uh, shop uh, nắp là lắp theo cho bác khách ấy. là con kính s có thông số là 6 chiều 24 x 50 anh em nhé 6 chiều 24 x 50 con này thì anh em nhìn nó thấy nó ngầu rồi Đấy, rất chi là ngầu mà rất chi là đẹp Đấy cực kỳ ngầu và cực kỳ đẹp. Con kính này thì thông số là cao. Đấy, có đèn hồng tâm cho anh em chơi uh, uh, xanh đỏ anh em chơi ban đêm. Đấy, thông số là 6 chiều 24 x 50 anh em nhé. Dòng FSP anh em nhé. Đây, shop sẽ quay một lượt vào cái 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 bên trái của cây cái, cái quy này để cho anh em nắm được nó uh, nó sẽ như nào. Đầu tiên là anh em nhìn nó có sự khác biệt rất chia lớn đúng không. Đầu tiên là cái Uh, tăng chỉnh búa là cái thứ nhất đấy. cái thứ hai nữa là buồng áp 720 Đấy. cái thứ ba là tay kéo có hỗ trợ nổ xo anh em nhận đây đấy, có hỗ trợ nổ xo tay kéo có hỗ trợ nổ xo bên trong đấy. cái thứ tư nữa là đồng hồ áp sẽ nằm ở trực tiếp ở trên đầu của trong khoang áp này luôn ở cây quy luôn chứ không phải nằm ở vị trí van nữa anh em nhé đấy đấy là những cái mà thay đổi của bên đồng quy thì uh, tô này để anh em nhìn đây rất chi là xịn sò rất chi nét này nét, nét luôn đúng không ạ đấy con kính thì em quay, quay với cái này luôn để cho anh em biết là con kính này nó thông số đây sáu trừ hai bốn nhân năm mươi fp anh em nhé đấy cực kỳ đẹp ở trên tổng thể trong một cái cây quy uh, t minato này đấy thì đây em lại quay lại kể về cái góc để anh em mình nói chuyện với nhau để cho nó uh, ok hơn nhé đấy đấy thì bên shop cũng đã giới thiệu cho anh em tất cả rồi là đấy từ những cái linh uh, phụ kiện và những cái uh, uh, gì mà tinh túy nhất mà được anh em uh, uh, thiết kế ra một con quy này xin à, lỗi anh em đây là băng đạn của em nó anh uh, anh em nhé đây băng đạn em này đấy băng đạn này là có 9 viên anh em nhé cũng là được cải tiến rồi có 9 viên mà lại chống rát anh em chơi chơi cực kỳ mượt mà luôn đấy, mượt mà về mà em, anh em nhé thì mỗi một cây quy này là kèm theo một cái băng đạn Đấy, tự động xoay 9 viên anh em nhé Đấy, thì tổng thể cây quy này Cây tê này xin lỗi anh em Tổng thể cây súng tê này Đấy, bếp sốt đang bán cho anh em Với giá là 23 triệu Đấy, báo ship toàn cốt cho anh em Đấy, báo ship toàn quốc cho anh em anh em nhé Đấy, 23 triệu anh em nghe có rõ không ạ Không nghe nhầm chút nào đâu ạ 23 triệu bao ship toàn quốc cho anh em anh em nào có nhu cầu thì anh em để dãy số điện thoại hoặc gọi trực tiếp vào số ba uh, cái số điện thoại của bên shop chốt kia thì uh, cho shop xin phổ biến cách thức mua bán giao dịch của bên shop một chút bên shop là mua, mua bán là giao dịch có cọc anh em nhé đấy, cọc tùy thì cấu hình ví dụ những con TV ô tô này đấy, thì anh em cứ cọc uh, 2 triệu 3 triệu là shop sẽ nắp ráp cho anh em căn chỉnh cho anh em và gửi xe nguyên cây cho anh em anh em chỉ về chỉ việc đi chơi thôi đi làm thôi anh em nhé đấy đấy là cái cách về cái 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 hình thức giao dịch bên shop đấy còn về về giao dịch và gửi xe nguyên cây à, xin lỗi anh em là những cái cấu hình cao như này thì bên shop là không nhận chip cốt và 100% trăm là cái shop sẽ gửi xe cho anh em anh em nào có nhu cầu thì anh em nào sẽ điện đến ba số điện thoại mà ở trên góc màn hình kia ở bên biển của shop kia đấy, thì shop sẽ tư vấn cho anh em làm sao anh em bỏ một cái túi uh, cái số tiền ra đấy, không phải là kể cả, cả không phải là con temi này và có những cấu hình khác là anh em sẽ uh, nhận lại được những cái gì mà chơi như nào để cho phù hợp với cái cái um, khu vực để anh em chơi. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là chơi làm sao để cho cây súng mình lắp ráp trên cái súng làm sao để cho nó ổn định nhất để anh em chơi về anh em chơi nó đỡ bị uh, xì xoạt, nó đỡ bị nọ với kia anh em nhé. Đấy, đấy là tổng thể mà những cái gì mà shop muốn uh, phổ biến uh, cho anh em để anh em chơi. Đấy, thì thôi cũng video cũng ra dài rồi thì cho shop xin các lại video đây anh em nào xem video thì cho shop xin tối nay nó chia sẻ ấn góc màn hình Đấy, là uh, nút chuông là không bỏ nỡ video sau của shop vâng một lần nữa cho shop xin khép uh, lại video ở đây xin hẹn gặp lại anh em video sau